Trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Italia và kế hoạch được hai bên thống nhất tại khóa họp lần thứ 6 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam Italia, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia đã tổ chức khóa họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế. Tại khóa họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đặng Hoàng An nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Italia đang ngày càng được củng cố và phát triển, ghi nhận sự quan tâm dành cho Việt Nam trong chính sách hợp tác phát triển của Cộng hòa Italia trong thời gian qua. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia Mario Di Stefano đánh giá cao tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khi tốc độ tăng trưởng, kim ngạch xuất nhập khẩu cũng như thu hút đầu tư nước ngoài đều ở mức cao, mặc dù Việt Nam cũng phải đối mặt với những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Hai bên đã cùng trao đổi, nhìn nhận, đánh giá lại các nội dung hợp tác kinh tế thương mại chính, cụ thể trong lĩnh vực năng lượng, dệt may, da dày, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, nông nghiệp, cùng đề xuất và thống nhất các kế hoạch cần thực hiện trong thời gian tới, đồng thời trao đổi các vướng mắc trong quá trình thực thi hiệp định EVFTA nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước lên tầm cao mới. Hai bên đã ký kết biên bản khóa học ủy ban hỗn hợp lần thứ bảy và thống nhất khóa học ủy ban hỗn hợp lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Italia vào năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.